Thưa quý vị, người con gái vừa độ tuổi 20 có khuôn mặt khả ái, nước da trắng hồng, nõn nà xinh đẹp. Thế nhưng không ai ngờ được rằng đằng sau vẻ đẹp thánh thiện đấy lại ẩn chứa một tâm hồn tàn độc, một trái tim quỷ dữ. Người ta bất ngờ khi biết được chính ả đang tầm tẩm xăng hóa vàng người bạn của mình chỉ vì nghi ngờ người đó biển thủ hơn 1.900 viên ma túy của mình. Để hiểu rõ hơn về tình tiết vụ án, mời theo dõi chương trình. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lang bạt vào đời từ năm 13 tuổi, cuộc sống đã biến Phùng Quỳnh Trang từ một đứa con gái trong trắng ngây thơ trở thành một bà trùm thuốc lắc xuyên quốc gia, một tay anh chị ăn chơi khét tiếng đất cảng, khiến nhiều người nể sợ. Lật lại hồ sơ trường đời của Trang, nhiều người không khỏi bất ngờ trước xuất thân nghèo khó cơ cực của người con gái này. Và để đạt được danh vọng và tiền tài như lúc bây giờ, ả đã không từ mọi thủ đoạn để giành giật lấy. Phùng Quỳnh Trang sinh năm 1988 tại khu 1, thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Nhà nghèo, ngay từ khi còn nhỏ, đã chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô cùng đứa em gái còn bé bỏng của mình phải nương nhờ sống vào người dì họ. Vì không có sự dạy dỗ và dìu dắt của cha mẹ, nên Trang sớm trượt dài trên con đường ăn chơi và đua đòi. Cuộc sống cơ cực nghèo hèn khiến cô gái mới 13 tuổi đâm ra chán ghét cảnh làng quê. Và rồi theo dốc trượt đường đời, cô bỏ nhà xuống Hải Phòng đi bụi. Những ngày lăn lộn ở đất cảng, cô bé 13 tuổi sớm nhận ra những giá trị huyền hão của một cuộc sống giàu có và thượng lưu. Trang càng lớn càng xinh đẹp. Cô bắt đầu lao thân vào kiếm tiền và sống bằng chính vốn tự có của mình, tiếp cận những đại gia giàu có. Cô bắt đầu sống những ngày trong nhung lụa, tiêu tiền như phá mả. 16 tuổi, Trang thường xuyên ra vào những chốn ăn chơi khét tiếng đất cảng, thác loạn, hò hét, nhảy nhót, trốn vũ trường thâu đêm suốt sáng, đã biến Trang trở thành một kẻ ăn chơi có tiếng. Cũng chính những ngày tháng ấy đã đẩy cô đến với con đường tội lỗi khi Trang dần trở thành một kẻ nghiện thuốc lắc nặng. Để kiếm tiền và phục vụ chính nhu cầu của mình, nhờ những mối quan hệ trong giang hồ, Trang trở thành đại lý rồi thành bà trùm buôn bán thuốc lắc xuyên quốc gia khi chỉ mới vừa tròn 20 tuổi. Trong suốt quá trình cung cấp thuốc lắc cho các quán bar vũ trường từ Bắc tới Nam, Trang kết giao và chơi với rất nhiều đối tượng khác nhau, từ những tay anh chị cộm cán cho đến cả những sinh viên hiền lành nhẹ dạ. Tất cả chỉ để phục vụ mục đích làm chân rết cho đường dây buôn bán thuốc lắc xuyên quốc gia của bà trùm mới nổi này. Chính trong những lần mua bán thuốc lắc này, Phùng Quỳnh Trang đã quen với Bùi Thị Vân Anh, 25 tuổi, quê ở Quảng Ninh, là sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội. Trước khi vụ án mạng thảm khốc xảy ra, Phùng Quỳnh Trang đã nhờ Bùi Thị Vân Anh mang 1.900 viên thuốc lắc mà cô ta mua được mang đi tiêu thụ. Ngày 23 tháng 2 năm 2008, thông qua lời giới thiệu của Vân Anh, Phùng Quỳnh Trang và những đàn em của mình đã lái xe ra Cẩm Phả, Quảng Ninh giao dịch mua bán với 3 đối tượng buôn bán ma túy khác. Tuy nhiên, trong buổi giao dịch đó, Phùng Quỳnh Trang đã bị các đối tượng cướp trắng toàn bộ số hàng 1.900 viên thuốc lắc của mình. Cay cú vì bị mất một khoản tiền quá lớn, lại nghĩ ngay rằng vụ này hẳn có sự móc nối giữa Bùi Thị Vân Anh và những đối tượng trên, nên Phùng Quỳnh Trang đã âm mưu tìm cách trừng phạt Bùi Thị Vân Anh. Giết người chỉ sau một chớp mắt. Vài ngày sau đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Phùng Quỳnh Trang gọi điện cho Vân Anh đề nghị gặp nhau ở Hà Nội. Phùng Quỳnh Trang có rủ thêm 3 đối tượng khác đi cùng là Nguyễn Trọng Hiếu, 28 tuổi, làm nghề lái taxi, Trần Đức Thủy, 30 tuổi và Khúc Ngọc Hiệp, 25 tuổi, cùng ở Ngô Quyền, Hải Phòng. Trong 3 đối tượng đó, có đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu là một trong những người tình hờ của Phùng Quỳnh Trang. Ngày 27 tháng 2 năm 2008, sau khi lên Hà Nội hẹn gặp Vân Anh rồi ép nạn nhân lên chiếc xe có đồng bọn của mình chờ sẵn ở đó, ác nữ quyết tâm bắt Vân Anh trả giá bằng mạng sống của mình. Trên đường đi, các đối tượng đã gợi ý cho Trang giết Vân Anh rồi ném xác xuống sông, nhưng Trang quyết định sẽ giết Vân Anh bằng cách đốt sống để cái chết đến với kẻ phản bội đau đớn hơn bội phần. Bọn chúng đã tấp vào một cây xăng ven đường và mua đầy 2 lít xăng. Khi đến một cánh đồng vắng vẻ, Trang và đồng bọn dừng lại, đưa Vân Anh vào đó rồi tra khảo đủ kiểu. Bất chấp nạn nhân van xin thống thiết, Phùng Quỳnh Trang vẫn thản nhiên ra lệnh cho Nguyễn Trọng Hiếu dội xăng. Khi cầm bật lửa châm lửa, Trang còn thản nhiên nhìn mặt nạn nhân của mình và nói: "Mày nhìn kỹ mặt tao, xuống đó mà trả thù." Sau khi gây ra án mạng, Phùng Quỳnh Trang và đồng bọn của mình thản nhiên trở về Hải Phòng. Bọn chúng cũng không quên cướp sạch toàn bộ tiền bạc và tài sản của nạn nhân. Biết mình sẽ bị công an phát hiện và truy bắt, Phùng Quỳnh Trang đã bán căn nhà của mình lấy hơn 200 triệu và đưa 3 kẻ đồng phạm vào miền Nam chạy trốn. Không một chút ân hận sợ hãi,
hay day dứt về tội ác đã gây ra hiện lên trong đầu kẻ giết người trẻ tuổi này. Trên đường chạy trốn, bọn chúng đã vào Vũng Tàu ăn chơi ở đó rồi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Trang và người tình Nguyễn Trọng Hiếu tách thành một nhóm để tiện bề trốn chạy. Những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, Phùng Quỳnh Trang đã tìm cách liên lạc với một trong những người tình cũ của mình và được ở trong một căn nhà sang trọng tiện nghi của người tình. Khi nữ sát nhân tàn bạo này đang ung dung trong ngôi nhà sang trọng, thì lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã lần theo dấu vết các mối quan hệ tình cảm của Phùng Quỳnh Trang và ập vào ngôi nhà mà Phùng Quỳnh Trang đang trú ngụ tại quận 1, bắt gọn đối tượng giết người này. Ngay sau đó, Phùng Quỳnh Trang được di lý về Bắc Ninh để đối mặt với sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật cho những tội danh mà cô ta đã gây ra. Những trinh sát đã từng tham gia bắt Phùng Quỳnh Trang và di lý Phùng Quỳnh Trang về Bắc Ninh đến giờ vẫn nhớ gương mặt của Phùng Quỳnh Trang lúc bị bắt. Gương mặt nhỏ, gầy, ánh mắt sắc sảo, lạnh băng và thái độ lạnh lùng thản nhiên. Biết không thể chối bỏ được tội ác của mình, Phùng Quỳnh Trang khai về tội ác của mình một cách rành mạch, không một chút ăn năn hối cải. Đến tận lúc bị bắt, Phùng Quỳnh Trang vẫn thản nhiên cho rằng nạn nhân của cô ta bị giết là đúng bởi đã không sòng phẳng trong việc làm ăn. Ngày bị đưa ra tòa xét xử, rất nhiều người nhìn Phùng Quỳnh Trang đã không khỏi tiếc nuối. Không ai dám tin một cô gái trẻ 20 tuổi có gương mặt xinh như hoa này lại có thể trở thành một kẻ sát nhân lạnh lùng và tàn bạo đến mức thế. Ai cũng tiếc cho con đường trượt dốc quá nhanh của một đứa trẻ mồ côi, không được sự giáo dục bảo ban của cha mẹ. Với những tội ác của mình, Phùng Quỳnh Trang đã bị tuyên án tử hình. Người tình của Phùng Quỳnh Trang là Nguyễn Trọng Hiếu cũng bị tuyên án chung thân. Hai tên đồng bọn còn lại bị tuyên 20 năm và 18 năm tù giam. Khi nhận được mức án tử hình cho tội lỗi của mình, mặt Phùng Quỳnh Trang thản nhiên không một chút biểu cảm. Gieo gió ắt gặp bão, Phùng Quỳnh Trang có lẽ đã thấu hiểu điều đó nên không hề tỏ ra bất ngờ về bản án cao nhất mà pháp luật dành cho mình. Những ngày ngồi trong trại tạm giam, có những lúc ngồi suy nghĩ lại về tội lỗi của mình. Chính Phùng Quỳnh Trang cũng giật mình vì những tội ác mà mình đã gây ra. Mồ côi cha mẹ từ khi còn quá nhỏ lại ra đời quá sớm, sớm bị cuốn theo những cám dỗ của cuộc đời. Phùng Quỳnh Trang đã hủy hoại toàn bộ tương lai và hạnh phúc của cuộc đời mình. Trước ngày bị đưa ra xét xử, chính Phùng Quỳnh Trang cũng hiểu rằng mình khó lòng thoát được cái chết, nên cô ta đã học được cách chấp nhận điều đó ngay trước khi nghe tòa tuyên án. Điều duy nhất khiến Phùng Quỳnh Trang ăn năn day dứt và không yên lòng trước khi đền tội chính là đứa em gái nhỏ ruột thịt mà Trang lúc nào cũng yêu thương hơn cả bản thân mình. Tuy đã gây ra tội ác rùng rợn và không thể nhận được sự tha thứ của pháp luật, nhưng cuộc đời của nữ sát thủ 8X này vẫn khiến nhiều người xót xa. Thưa quý vị, Phùng Quỳnh Trang đã phải trả một cái giá đắt cho những tội ác mà mình đã gây ra. Cô ta đã phải nhận án tử hình khi mới 20 tuổi, cùng với một vết nhơ tội ác không dễ gì tẩy xóa được. Đó không phải là điều mà một cô gái 20 tuổi đáng phải trải qua. Nếu được sinh ra trong một điều kiện sống tốt hơn, nếu được giáo dục tốt hơn, hay nếu như cô ta có bản lĩnh cứng cỏi hơn để không bị cuộc sống phù phiếm và cám dỗ làm cho thoái hóa biến chất. Nhưng tất cả những cái nếu đó đều không bao giờ thành sự thực, và mọi thứ với cô gái 20 tuổi đã trở nên quá muộn màng.